Xin chào tất cả các bác, em là cô gái vùng cao Lai Châu Thu Hoài Em đến từ Lai Châu ạ Và các bác có nhu cầu mua hàng, các bác liên hệ trực tiếp theo số điện thoại Đó là 0352 749 419 các bác nhé Và hôm nay thì em soạn ra được 5, 5 đôi dao mini Và giá này em sẽ để giá thanh lý cho tất cả các bác luôn 5 đôi dao thanh mini giá thanh lý 380.000 một đôi bao ship Đấy em sẽ bao gồm hai uh, con như thế này, như hình luôn. em có 5 đôi này em sẽ để giá thanh lý cho tất cả các bác nhé. và em có một số con dao mèo thô sơ này, đấy còn sót mấy con và có hai con dao găm thì em sẽ cũng để giá rẻ cho tất cả các bác thôi. đầu tiên thì em sẽ đi về uh, giới thiệu về những cái con thô sơ nhé. thô sơ thì nhà em còn sẵn ba con thôi là hết, sẵn ba con này thôi là hết ạ. Em sẽ để em kéo thước và em sẽ giới thiệu đến các bác nhé Các bác đợi em một chút xíu ạ. Đầu tiên là em sẽ giới thiệu về con da mèo thô sơ. còn 3 con thôi nên em sẽ để giá rẻ luôn là 230 000 một con, bao ship. 230, 350 còn 230 thôi các bác nhé Con số 1 là lưỡi 27 phân này. Con số 2 là lưỡi được 27,5. Con số 3 cũng khoảng 27,5 Trung bình là ba con này lưỡi nó rơi vào khoảng 27 cm Và em sẽ để giá cho các bác đó là 230.000 một con miễn phí ship hàng toàn quốc ạ Con số 1 là một con mèo thô sơ lưỡi 27 này Độ dày sống dao đó là 7 ly thăm dần về mũi các bác nhé Chất liệu nhíp ô tô đánh dập đẹp như thế này Giá là 230.000 một con Mã các bác chốt là mã số 10 giúp em nhé Bác nào chốt mã số 10 thì chốt nhé Mã số 9 là một dao mèo 27,5, độ dày sống là 7 ly, thân dần về mũi dáng dao sẽ như thế này. Dáng dao mèo thô sơ mèo cổ đấy ạ. 230 000 mã số 9 này. Mã số 8 27 cm. Độ dày là rơi vào khoảng 6 ly, thân dần về mũi ạ. Đấy. Bác nào chốt thì là 230 nhé Em còn 3 con, mã 8, mã 9 và mã 10 Bác nào chốt thì các bác alo cho em để chốt nhé sang đến mã số 6 và số 7. Em có hai con dao găm, bình thường em bán là 200 000 nghìn ba ship, hôm nay giảm giá chỉ còn 180 000 nghìn một con bao ship thôi. Số 7 là một dao găm size 20, độ dày sống là 3 ly, con này chuyên thái gọt các bác đút túi quần đi à, uh, phượt đi câu đều được nhé. Hai 2... Giảm giá 250 còn 108 bao ship các bác nhé 108 bao ship có cả vỏ kèm theo luôn nhé Cả vỏ kèm theo ạ 180 108 bao ship chuyên thái gò thôi Giao nhíp này Dao này đánh bằng nít các bác nhé và các bác chỉ sử dụng thái gọt thôi ạ. À. Mã số 6 thì à, lưng thẳng các bác nhé Mã này thì khá là nhiều các bác yêu chuộng và yêu thích này. 20 cm độ dày sống là 3 ly ạ, à. chuyên thái gọt các bác nhé Bác nào ưng ý, ý thì à, chốt mã số 6 lưng thẳng và mã số 7 là lưng có răng cưa. Em giảm giá chỉ còn 180 một con bao ship thôi. 108 một con bao ship ạ Em còn số lượng ít thôi Nói chung là thanh lý để dần dần em nghỉ Tết thôi Các bác nào mà ưng ý sản phẩm nào Các bác tranh thủ đặt trước 20 âm giúp em nhé Sau 20 âm thì cũng không được nhận đơn Không nhận đơn được nhé Nó không tới kịp trước Tết cho các bác ạ Nên là các bác nào thích sản phẩm nào Cứ đặt sớm đi thì em gửi sớm luôn Cho nó thành thơi, nó được nhàn các bác ạ hoặc là các bác đặt ở châu sấy, lợn sấy, mật ong rừng hay là đặc sản gì thì các bác cứ đặt trước cho em để em gửi nhé. Rồi em sẽ đến về cái chuyên mục chính đó là cái chương trình sale của em bình thường là một cặp này là 500.000 hôm nay giảm giá cho các bác chỉ còn 380 thôi Nói chung là em thanh lý lỗ đấy ạ con dao một con sẽ là bạn một con bình thường bán là 300 một con bình thường bán 200 bình thường là 500 hôm nay giảm giá chỉ còn 380.000 một cặp và bao ship hàng toàn quốc luôn một cặp 380 bao ship Giới thiệu số 1 nhé Một con dao mèo sẽ bao gồm một um, dao mèo phong thủy đen size 20 Độ dày sống là 3 ly Con này chuyên thái gọt và bao gồm cả vỏ luôn Cả vỏ luôn các bác nhé Chất liệu là nhíp ô tô con này chuyên thái gọt này Sang đến đó, cái con vỏ, vỏ muông đỏ này Cán muông Size lưỡi cũng là khoảng 20 cm Độ dày sống nó là 5 ly Thon dần về mũi Con này chặt cành nhỏ được các bác nhé Này Cả vỏ kèm theo luôn, dây dù và đồng xu em đi kèm luôn nhé. Một cặp dao như này bình thường 500 này em giảm giá chỉ còn 380 000 một cặp thôi các bác nhá. Bác nào ưng ý chốt mã số 1 giúp em. Cặp số 1 380 bao ship ạ. Cặp số 1 380 bao ship. Sang cặp số 2 là một dao mèo vỏ vuông, size lưỡi là 20 cm. Đây là hàng mini ấy, khá là nhiều bác thích là em làm video về hàng mini hôm nay em làm nhé Đây là một cặp như này, 500 các bác mua dạ, hôm nay chỉ giá 380, em chỉ có sẵn 5 cặp này thôi. Nên các bác ưng ưng cặp nào các bác chốt luôn nhé Sai lưỡi là 20 cm. Độ dày sống dao đó là 7 ly thon dần về mũi đấy ạ. Đấy. Cả vỏ kèm theo luôn các bác nhá. Hàng mini có cả vỏ kèm theo luôn. Con này cũng cả vỏ luôn các bác nhá, cả vỏ luôn đấy. Size 20, dày là 3 ly. Đấy, một cặp đẹp như thế này giá là 5 500 giảm hôm nay chỉ còn 380 thôi. Các bạn nào thích cặp số 2 thì chốt cặp số 2 nhá. Sang đến cặp số 3. Cặp số 3 thì sẽ là da mèo dáng kiểu này, size lưỡi là 20. 20 cm độ dày sống dao đó là 5 ly thon trần với mũi như này, dáng này rất đẹp nhá. Rất là nhiều bác ưa chuộng cái dáng này đấy ạ. Đấy, với một con phong thủy đấy ạ, phong thủy vỏ đỏ. Vỏ đỏ cán đỏ các nhá, size lưỡi là 20. Độ dày là 3 ly chuyên thái gọt, cặp số 3 cũng còn 380 thôi. 380 một cặp dao Quá rẻ quá hời luôn Các bác ưng ý sản phẩm nào thì chốt nhé ba cặp này em thấy cặp nào cũng đẹp đấy Sang đến cặp số 4 là số 5 Về cặp số 4 là một dao Một dao mèo mun Cặp số 4 là một dao mèo mun Size lưỡi là 20 Độ dày là 5 ly thon dần với mũi ạ. Cả vỏ kèm theo luôn các bác nhé 380 bao ship ạ Lưỡi 20 Giày ba ly chuyên thái Gòn Có cả vỏ kèm theo luôn Vỏ này sẽ là khắc hoa văn như này các bác nhé 380 380 Một cặp mã số 4 nhé Mã số 5 size lưỡi con mèo này là được 19 cm Độ giày sống là 5 ly thon dần về mũi ạ Lưng gù mũi hách vỏ nhọn như thế này Cả cặp mèo phong thủy đen nữa Một cặp một đôi 383 ship mã số 5 Đấy, Em vừa giới thiệu xong đến các bác 5 cặp dao rồi các bác nhé Này cặp nào cũng đẹp và có bao gồm cả vỏ luôn 500 em giảm chỉ còn 38 bao ship nói chung là này thì em không có một tí lời nào luôn em bị lỗ vốn đấy Nè, em thanh lý nốt, dọn kho nốt để nghỉ Tết thôi Mát số 1, số 2 Số 1 này, số 2, số 3 Số 4, số 5 ạ Số 6, số 7, 180 con này số 8, số 9, số 10, 230 một con bao ship Các bác ưng ý sản phẩm nào thì các bác alo cho em để chốt đơn hàng nhé các bác nhé Cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ Em uh, xin chào tất cả các bác ạ Các bác ưng ý sản phẩm nào nhớ đặt mua sớm để em gửi nhé Cảm ơn các bác rất nhiều